Chào bà con cặm mũ nhé. Hôm nay là ngày 20 tháng giêng âm lịch, đây gọi là đánh dấu để làm máng chuẩn bị vào mùa mới. Lá năm nay thì hầu như là không có phấn trắng, lá thì khá là đẹp, không có chứa phấn trắng nào, nên là hôm nay khả năng mình sẽ cạo sớm. Đây, đây là những cái khoan của ngày xưa này, ở 2 năm trước, năm ngoái thì mình cạo miệng nhỏ đây, đây là 2 miệng nhỏ vào năm ngoái. Hôm nay thì bắt đầu chỉ xịt xong bên đây một chút, cắt chừa 2 phân, bắt đầu mình sẽ tiếp tục mở 2 miệng nhỏ tiếp theo ở bên đây. Bây giờ mình sẽ mở trước, sau đó mình đi sẽ làm máng. Bởi vì khi mà mình đóng khí vào mà mình làm máng sau á thì mủ nó sẽ chảy, bấm ghim vào mủ nó chảy ra nhiều lắm, nên là mình sẽ bấm ghim trước rồi chít dầu hắc sau. Đây là mở của miệng của năm nay, đây cách khoảng 7 đến 10 phân tùy theo cây to nhỏ, mình cũng chừa lố ra 2 phân, mỗi bên 2 phân, đây cũng 2 phân, và mình chừa đến đây thôi, không có cả bên đây. Mới khợt khợt mình đánh dấu thôi, chứ không phải là mình cạo vô tới lớp mủ nha, mình chỉ hợt mỏng bên ngoài để làm dấu để cạo thôi. Rồi ít nữa mình đóng khí vào mình cạo cái lứa đầu tiên thì mình sẽ tiếp tục chỉ làm clip tiếp theo để làm cho bà con mình làm. Còn hiện giờ thì mình sẽ làm như thế này trước. Đây là năm nay là năm thứ 4 ở khu vực Sa Thầy cũng như Con Tum. Rồi bà con tham khảo. Đây là những cái mũi khoan của những năm đầu tiên. Đây là năm thứ 3, năm thứ 4 thì nó lại làm đây cơ. Những cái mũi khoan năm trước nữa thì mình cạo thử 6 tháng còn đây. Bây giờ nó đã liền hết rồi. Đây là quả năm ngoái này. Còn năm nay mình tiếp tục ở đây. Chúc bà con thành công.